Hello, xin chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký, vâng, Võ Lâm 2. Vâng, hiện tại thì Long đang ở bên thành Tương Dương. Vâng, chuẩn bị đi tàng kiếm các bạn. Chuẩn bị đi tàng kiếm. Vâng, vì với chỉ tiêu là chơi game không đầu tư mà nhưng mà vẫn phải có đồ tạm tạm và người chơi được. Thì hôm nay thì Long lại chuẩn bị đi tàng kiếm rồi. Mục đích đi tàng kiếm của trận này thì là đó là sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ Hoàng Kim Lệnh ở mốc 26k điểm năng động. Và để hoàn thành cái nhiệm vụ này thì sự kiện lần này thì nó có hai mốc lớn, đó là mốc 24 và 26 có kim xà 5. Vì thế là Long đã đặt ra cái mục tiêu là đi tàng kiếm kiếm kim xà 5 miễn phí. Thì để làm được nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ 26k điểm năng động thì là chúng ta, các bạn biết đấy rồi đấy, thì thấp nhất là chúng ta phải tiêu mất 500 cái thiên kim lệnh. Và 500 cái thiên kim lệnh thì nó rơi vào khoảng 1 triệu. Thì Long tính rồi, bây giờ Long có thể đi tăng kiếm thì tích góp được khoảng 500 cái thiên kim lệnh. Và bắt đầu từ con số 0 các bạn nhé, bắt đầu từ con số 0 đây đấy, con số 0 đấy. Lác đác thì còn một ít vàng, mấy ít thiên kiêu lệnh thôi đấy, tàn đồ đạc linh tinh. Thì mục đích lần này thì Long sẽ đi tàng kiếm và giới thiệu cho các bạn biết, chủ yếu là vui chơi thôi, đó là đi tàng kiếm và kiếm kim xà 5 từ sự kiện Hoàng Kim Lệnh. Thì chúng ta phải chịu khó thôi. Vâng, về video của Long thì chủ yếu là mang tính chất là giải trí không đầu tư. Đấy, không biết là các bạn như nào. Còn Long thì đã lâu lắm rồi, cách đây chắc là khoảng hơn một năm là Long không nạp xu vào tài khoản của mình nữa, mà chủ yếu là ra video là hướng dẫn cho các bạn chơi miễn phí chính từ Võ Lâm 2. Đó là có video là hướng dẫn cho các bạn bày bán đồ này, trồng cây lễ vàng này, hoặc là bày bán bát nhãn lớn này. Vâng, tất tần tật các nhiệm vụ, hoặc là đi phó bản kiếm nguyên liệu 1-2 để bán này, hoặc là đi thái nhất tháp anh hùng để lấy huy chương anh hùng, để lấy các bản xanh này, tinh thạch tím ấy để chúng ta bán. Đấy, có tất tật video rồi. Nếu mà bạn nào xem video mà có tình cờ mà gặp cái kênh của Long mà chưa đăng ký kênh thì xin các bạn hãy đăng ký kênh của mình này, và cho một like hoặc comment bên dưới để theo dõi và để chứng minh được và cái điều Long nói là chơi không nạp xu. Vâng, từ sự kiện trước thì Long cũng không nạp xu rồi và vẫn hoàn thành cái nhiệm vụ bốc 26k điểm năng động. Có điều là chúng ta chậm chân so với người khác một tí thôi. Ví dụ như là người làm mà có xu có tiền thì họ kích hoạt ngay sự kiện ra phát, họ lên mạng, lên trang web, họ kích hoạt code ngay. Thì đối với mình thì mình lại đợi gần hết hết thời gian kích hoạt sự kiện thì mình mới kích. Sau đó là mình có 3 tháng hoạt động thì theo như suy tính thì là chúng ta có khả năng là kiếm được 500 cái thiên kiêu lệnh từ tàng kiếm. Và bình quân một ngày chúng ta có thể đi 2 trận. Chúng ta đi được rất là nhiều trận nhưng mà Long thì chỉ đi 2 trận thôi, vì đi tàng kiếm nó rất là mệt mỏi nên là Long đi 2 trận. Và đi 2 trận trong một ngày thì chúng ta hoàn toàn có khả năng là kiếm được 500 cái thiên kiêu lệnh rất là đơn giản. Vâng, vì thế mà Long cày sự kiện rất ít khi Long nạp xu. Vâng, vì thế mà người, vâng, cái bản chất cũng như vâng, bạn này đang PM mà Long xin lỗi tất cả mọi người nhé. Vâng, đang mải nói, vâng bạn Long chuẩn bị tăng kiếm này. Vì thế mà nhiều người gọi là Long cùi. Vâng, không nạp xu thì cùi cũng là chính xác thôi, nếu mà nạp xu thì cũng chưa chắc gọi là cùi. Bởi vì nếu mà nạp xu thì đã có đồ ngon, kim xà 5 đã mở và có con bét hoặc là mật tịch tiến cấp. Long nói thật các bạn nhé, Long chưa có mật tịch tiến cấp. Đây các bạn có thể kiểm chứng cho Long, có thể cho các bạn kiểm chứng. Đây mật tịch, đây tiến cấp.
đấy, nó tiến cơ mật tịch tiến cấp sự kiện tiến cấp mật tịch thì nó ra rất là lâu rồi mà Long mới tiến cấp được đến chừng này, thì các bạn hỏi là như thế nào, không cùi mới gọi là không cùi mới gọi là lạ đúng không ạ? VIP thì là chuyện thường, nạp xu vào thì ai mà chẳng VIP đúng không ạ? Thì ít nhất thì Long đi chiến trường cũng phải hạ gục được vài người, nhưng mà đây Long không nạp xu, đồ đạc nó chỉ có thế thôi. Đấy, mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn gọi Long cùi thì Long cũng rất là vui và bản chất là cùi. Nhưng mà Long làm video thì chủ yếu là vui chơi là một này, mang đến tinh thần cho mọi người này. Và thứ ba đặc biệt là hướng dẫn các bạn chơi game hoàn toàn miễn phí ở Võ Lâm 2. Đấy, mục đích là chỉ có thế thôi. Hy vọng là các bạn xem video thì các bạn nhớ ủng hộ đăng ký kênh Subscribe giúp Long. Đây là kênh mới các bạn nhé, đây là kênh mới Long mới lập ra. Còn cái kênh kia thì Long đã chuyển sang kênh này rồi. Nếu mà các bạn có tình cờ mà xem kênh YouTube của Long, các bạn nhớ cho Long một đăng ký kênh, like hoặc là chia sẻ. Và Long cảm ơn rất là nhiều. Vâng, Long đã chuẩn bị một tin đi tàng kiếm. Vâng, hôm nay thì Long không quay tàng kiếm. Vâng, lúc nào đến ải 7, ải 6 thì Long sẽ quay cho các bạn sẽ kiếm được bao nhiêu vàng. Còn bây giờ Long muốn bày tỏ bày tỏ cái ý nghĩ của mình là như thế. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là Long cái chuyên mục cái kênh của Long thì hướng dẫn các bạn chơi game hoàn toàn miễn phí này. Nhưng mà phải chịu khó một chút. Nếu mà đi chiến trường thua thì các bạn nhớ cũng phải ngậm ngùi một chút, chứ không thể vẻ vang được. Bởi vì là đi tàng kiếm này thì chỉ đủ đủ mua những đồ linh tinh hoặc là cày sự kiện thì tích góp vào thì có thể là qua được và đạt được 26k điểm năng động. Và các bước bước nhiệm vụ của Hoàng Kim Lệnh thì Long cũng có up video hết rồi đấy. Các bạn cứ đăng ký kênh và theo dõi hoàn toàn, và đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí và dựa trên tinh thần thoải mái nhất. Vâng, không ép cả. Ai có thích xem thì xem, mà các bạn không xem thì Long cũng rất là vui. Vâng, hôm nay thì Long đã tập hợp tất cả team của mình, đó là gồm 8 ác đi thằng kiếm. Vâng, hôm nào rảnh rỗi, trời lắng mưa, Long sẽ cho các bạn xem toàn bộ team của Long. Long có bằng nào ác thì Long sẽ cho các bạn xem tất tật. Xem đủ bao nhiêu tin để đi tàng kiếm. Mà thường thường theo Long nghĩ thì tốt nhất là chúng ta chỉ đi thấp nhất là một trận và nhiều nhất là cũng chỉ hai trận đi tàng kiếm thôi, bởi vì đi tàng kiếm rất mất thời gian và mệt mỏi. Thì ngoài những việc buôn bán ở ngoài lề ra, ví dụ như là buôn bán làm nhiệm vụ, buôn bán cho mọi người mua các vật phẩm làm nhiệm vụ bang hội hoặc là nhiệm vụ các đồ khác, Eleven hay gì đấy tần tật. Thì hoặc là đồ chế nguyên liệu, hoặc là chế máu chiến trường, đục quần áo, đục ba lỗ vũ khí, đục ba lỗ vân vân, thì chúng ta còn có thể đi tàng kiếm và phụ vào. Thì Long bảo đảm trong vòng 3 tháng thì chúng ta kiếm là 500 thiên quy lệnh, thậm chí là 5 600 700 800 cái thiên quy lệnh mở cho sự kiện Hoàng Kim Lệnh hoàn toàn là miễn phí, và chúng vừa được chơi này, vừa được mở này. Và sau trong quá trình mở đồ bảo trai thì có rất là nhiều đồ và chúng ta có thể kết hợp bán đi, và chúng ta lấy vàng để mua thiên kiếm lệnh. Đấy, nó có rất là nhiều yếu tố nên các bạn phải tập trung và suy nghĩ một tí. Các bạn lấy đồ rồi chúng ta bán. Nói chung là chúng ta phải có tính kế một tí, chứ không phải có này xài bao nhiêu, có mới xài bao nhiêu. Lúc không có lại lăn đùng ra đấy mà chả có cái gì. Vâng, Long chuẩn bị đi tàng kiếm đây. Vâng, đấy là tư tưởng của Long, chơi miễn phí là như thế. Còn các bạn thì như nào? Thì các bạn cứ comment bên dưới. Và bạn nào yêu mến thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Long nhé. Vâng, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, chúc các bạn xem video vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Các bạn hãy like nhé. Vâng, like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Long. Vâng, Long bảo đảm là Long hoàn toàn chơi miễn phí.
không nạp xu. Vâng, tàn dựa trên mình làm và mình làm chứ không bao giờ đi cướp cây nhá. Vâng, chưa bao giờ lòng đi cướp cây của người khác, vậy mà người ta tàn đi cướp của mình thôi, thế mới đau. Vâng, cuộc sống nó lại bức xúc như thế đấy. Vâng, mỗi người một tính cách. Vâng, bye bye, không nói nhiều nữa, bye bye nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh nhá, bye bye.